Bài tarot tuần từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Bạch Dương. Thẻ bài thường báo hiệu những khởi đầu mới rất tích cực, thường liên quan đến công việc, sự nghiệp của bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn gần đây, hãy biết rằng mọi thứ có thể sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tích cực. Bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu một cái gì đó mới. Hãy suy nghĩ xem bạn sẽ bắt đầu những gì. Kim Ngưu thẻ bài nai ợp quan có thể chỉ ra sự lo lắng, áp lực đang bị đè nặng. Đừng để những điều bạn lo lắng lấn áp bạn. Hãy thư giãn và hít thở sâu. Tìm hiểu thật cụ thể về những gì bạn sợ. Khả năng sự lo lắng thực sự xảy ra là gì? Hãy tự an ủi bản thân và nếu bạn cần trợ giúp, đừng ngần ngại yêu cầu mọi người trợ giúp bạn. Song tử Thẻ bài Hierophant nói rất nhiều về việc làm điều đúng đắn. Bạn có thể đang đấu tranh với một vấn đề và không chắc chắn về điều gì là phù hợp để bạn làm. Câu trả lời nằm trong tay bạn. Hãy nhớ rằng điều đúng thì cũng phù hợp với bạn. Có thể ý tưởng của bạn và điều đúng đắn và ý tưởng của những người khác không giống nhau. Hãy tin vào chính mình. Cư giải Thẻ bài King ở Pentaclet nói lên uy quyền, truyền thống và sự thành công trong vấn đề tiền bạc. Đó là một dấu hiệu cho thấy bây giờ không phải là lúc để lập công. Bây giờ là lúc để tuân theo cách thức hoạt động đã được thiết lập. Khi thẻ bài đại diện cho một người đàn ông theo nghĩa đen trong cuộc đời bạn, nó thường ám chỉ một người đàn ông rất nam tính và đây là người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng tuyệt đối. Sư tử. Thẻ bài là một lá bài cực kỳ tâm linh và thường liên quan đến các cơ quan, tổ chức lớn. Bạn có thể đang cố gắng tìm ra sự thật về ai đó hoặc điều gì đó. Đừng cảm thấy rằng bạn phải làm tất cả một mình hãy yêu cầu giúp đỡ nếu bạn cần. Đây cũng là một lá bài nói về việc cố gắng rất nhiều để làm điều đúng đắn. Chỉ cần đảm bảo rằng làm đúng bao gồm làm những gì phù hợp với cá nhân bạn, chứ không chỉ lo lắng về mong muốn và nhu cầu của người khác. Sử nữ Thẻ bài pet ợp cáp cho thấy rằng ai đó, có khả năng là một người trẻ hơn bạn, sẽ đến gần bạn. Khi thẻ này xuất hiện, đôi khi điều đó có nghĩa là bạn đã quá coi trọng bản thân. Thiên bình thẻ bài ten ợp quan cho thấy như thể bạn đang mang một gánh nặng rất lớn. Bạn hãy nhìn lại những gánh nặng của mình và xem có cách nào có thể giảm tải theo nghĩa đen hay nghĩa bóng hay không. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy rằng một phần gánh nặng tình cảm mà bạn đang gánh vác thực sự thuộc về người khác. Điều quan trọng là bạn phải điều chỉnh tốc độ của mình trong tuần này. Đừng cố gắng làm quá nhiều. Có lẽ bạn đang mệt mỏi, bạn đã làm việc rất chăm chỉ, độc lập và chuyên nghiệp hãy dành cho mình một chút nghỉ ngơi. Bọ cạp Thẻ bài I of One thường có nghĩa là rất nhiều thứ có thể xuất hiện. Bạn có thể nản lòng, mệt mỏi vì phải chờ đợi. Thẻ này là một chỉ báo để bạn kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Bạn có thể đã làm tất cả những gì bạn có thể và chờ đợi những quyết định của người khác. Đừng cố gắng ép buộc mọi thứ, vì điều đó có thể sẽ phản tác dụng đối với bạn. Nói một cách ẩn dụ, đôi khi mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm tay. Tất cả những gì bạn có thể làm là nỗ lực hết mình và xem thành quả đến đâu. Bạn đã nỗ lực hết mình. Giờ thì hãy đợi thôi. Nhân mã Thẻ bài kinh ở quan biểu thị năng lượng nam tính khôn ngoan, cởi mở, tích cực, thích phiêu lưu. Nó có thể cho thấy một người theo nghĩa đen trong cuộc sống của bạn, thường là một người đàn ông có mái tóc sáng màu. Bạn có khả năng đang sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào mà bạn đang có xu hướng sử dụng theo hướng tích cực. Ngay cả khi thẻ bài không đại diện cho một người theo nghĩa đen trong cuộc sống của bạn, nó cho thấy rằng những người đàn ông xung quanh bạn nói chung luôn ủng hộ và nghĩ tốt về bạn. Bạn sẽ cảm thấy đầy tham vọng và có định hướng mục tiêu, và hơn nữa, bạn sẽ có đủ tiềm lực để thực hiện những gì bạn dự định. Hãy suy nghĩ tích cực. Market thẻ bài dơ gua có thể biểu thị một cách hình tượng rằng bạn đang cảm thấy sức nặng của thế giới đẻ lên vai mình đó không phải là một nơi dễ dàng có được đây là thời điểm tuyệt vời để xem lại mức độ hoạt động của bạn trong việc yêu cầu trợ giúp khi bạn cần hãy nhớ rằng bạn không cần phải tự mình làm mọi thứ bạn đã làm việc chăm chỉ và theo một cách nào đó bạn gần như sắp đến vạch đích đừng bỏ cuộc bây giờ khi bạn sắp hoàn thành bạn gần như chắc chắn cần được nghỉ ngơi và thư giãn bạn đang tiến gần hơn đến con người thật của bạn, ở những cấp độ sâu sắc nhất của bạn. Bảo Bình Thẻ bài For of Swords là một lá bài biểu thị sự phá vỡ hoặc cần phải rời khỏi cuộc sống bình thường. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoặc ai đó trong cuộc sống của bạn có thể rút lui trong một thời gian. Việc rút lui này không phải là vĩnh viễn. Đôi khi nó cũng có nghĩa là bệnh tật, nằm viện hoặc tương tự. Mọi người có thể đang thúc ép bạn. Đừng ngần ngại vạch ra ranh giới cho bản thân hoặc từ chối. Ngược lại, khi người khác nói không với bạn, hãy nghe lời họ. Thúc đẩy trong hoàn cảnh này chỉ mang lại rắc rối. Song ngư Thẻ bài thường biểu thị những khởi đầu mới và những kỳ vọng lớn lao với tất cả sức mạnh của bạn, tinh thần, tình cảm và nguồn lực khác. Đây là một điểm báo tích cực và mạnh mẽ lá bài này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mình và trong thế giới rộng lớn hơn nếu chúng ta cố gắng bạn nên thấy rằng bạn có kiến thức sức mạnh và nguồn cảm hứng cần thiết để đáp ứng những thách thức của bạn nhìn chung đây là thời điểm rất tích cực đối với bạn chúc các bạn luôn may mắn thành công và hạnh phúc nếu thấy hay và ý nghĩa hãy thích bình luận chia sẻ và đăng ký kênh fnl để cập nhật những thông tin mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý